Và con cũng không chưa bạn chưa nói được nhiều đúng không ạ? Bạn chưa nghe được. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế chị hỗ trợ cháu cho em nhá, tại dông thì chút nữa thì em sẽ gửi trên nhóm link tổng hợp các bài cho con nha. Bởi vì hôm nay em thấy bạn mới quá. Con mới và con cũng chưa có vốn từ nhiều, con mới học. Không nói về gì nhỉ? Sở hữu đúng không Mai? Xin chào cô giáo, con là Quốc Anh, con tham gia buổi đầu tiên, con học lớp 2. Yes, okay, thank you, okay, I will see tuần này. Yeah, how about Tinh Hoàng Bảo. Oh my god, look at her. Hey, who is crying on my board now? Just crying on my board now. Okay, yes. Today we have a new. Hello, teacher. Hello, good evening. Okay, yes, because our class is so crowded today, so I need to mute. Oh, okay. Today we have a new friend here. His name is Vũ Tuấn Anh. Hello, Tuấn Anh. Hello, class. Tuấn Anh, hello các bạn à con. Yeah. Tuấn Anh. Yeah, and hello teacher. Yes, hello everyone. Hello everyone. You talk. Hello everyone. Yeah, good boy. Thank you. Đó, Tuấn Anh nha. Hôm nay bạn Tuấn Anh bạn mới nha, cho các bạn giúp đỡ Tuấn Anh nhá. Bạn Quang Anh lớp 2 này, bạn nào mới đi học nào, bạn Quốc Anh cũng mới đi học, xong nay toàn các bạn mới đi học tên Anh thế. Đúng không? Đúng không? Okay, great. We just have the 5 minutes. 5 minutes more. We just have the 5 minutes more. Okay, Nguyễn An Phú, what do you want to talk to me? What do you want to talk to me, An Phú? Do you have something to talk to me? Okay, and who can you turn on the mice? Yeah, all the class, yeah, look at this. If you are ready, raise your hands. I see that Hoàng Tú Phương, raise your hand. Đinh Hoàng Bảo, yes, An Phú, okay, An Phú. Do you see Pantado has a
a big event called Super Kids Morning. Do you remember? Hello. All the class, hello boy. Yes, we have the game. We have the event called Super Kids Moonlight. Anh Phú nghe được cô không? Can you hear me? Yes. Yes, okay. Hôm nay mình thử random một số bạn nhá, là xem nào. An Phú, người có chất giọng tiếng Anh cực kỳ tuyệt vời, rất chăm làm bài tập nhưng mà chưa thấy thi event. So, what is the reason? Cô rất là chờ bài của các bạn đi. Còn các bạn học giỏi thôi, như là ở trên lớp bận lắm đúng không? Trên lớp bận lắm đúng không? Yes. Ui, tai nghe không nghe được. Ui, tai nghe không nghe được. Here. Okay. We need to end team. Yeah. Cả lớp nha. Hello nha. Bây giờ cô mới đọc bắc chat nè. Bây giờ cô mới đọc đến bắc chat. Wow, các bạn hôm nay. Yeah, nào các bạn có còn nhìn thấy bảng đen không? Có bị bảng đen không? Không bị đen nữa. Thầy Vương cho mình làm câu hỏi với cả thầy trong pin cái video của mình lên nhá. Gắn video của mình lên, đúng không ạ? Vâng. Ừ, bây giờ thầy đang gắn video của thầy lên cho nên là mình không thấy mình đâu hết ạ. No. Okay, now look at this. Hôm trước đúng không? Mình ôn lại một chút nha. Hôm trước cô có dạy cho các bạn về việc diễn tả một vật và sử dụng tính từ ở đằng trước nó, đúng không nhỉ? Ví dụ là mình có, và ở đây mình có hai loại tính từ, đó là tính từ sở hữu này và tính từ thường, đúng không? Tính từ sở hữu thì hôm trước mình có rất nhiều. Mình có đi mua kem xong mình đi chia kem, đúng không? Mình đi chia kem cho mọi người. Có của tôi này, của bạn này, hoặc là của các bạn này, đúng không nhở? Rồi, đây ôn bài một tí, bởi vì chút nữa mình học cái mới. Mình có của chúng mình này, của họ này, của các bạn này, của anh ấy, của cô ấy và của nó, đúng không? Và chia kem cho rất đều. Ok. Và hôm nay cũng như hứa với các bạn ý, là mình sẽ học một số các cái tính từ mới. Một số tính từ mới thì hôm bữa là mình có học về gì nhỉ? Hôm bữa mình có học về màu sắc rồi. Hôm trước là học có về màu sắc rồi. Có học thêm brown, orange, purple. Ok. We study about colors and how to describe the thing here that in their color. Chút nữa là mình sẽ kiểm tra lại cái này nha. And now, I want to show you some positive adjective here. Cô sẽ cho các bạn xem một số các cái tính từ nhá, một số tính từ này mà đối lập nhau. Ok. À, cô sẽ tắt chat. Ừ, đúng rồi. Yes. Cô sẽ cho các bạn xem một số tính từ đối lập nhau. The first one, big. Big. Big, okay. The first, big. So, big. Còn tiếp theo, next. Small, too small. Okay, one more time. Big, big, small, small. So, bây giờ cô sẽ mở chat nha. Thì các bạn cho cô biết là what is this? What is this? Now, what is this here? Bowl. Eat a bowl. Big? No, I want to ask you what is this here? What is this? Bowl, exactly, bowl. Nào bây giờ xin tắt chat này.
Tắt chat không là không học đủ nha. Big nha, bo big à. Bây giờ bóng to có bạn bảo là bo big, cô vừa xem là ghi là bo big thì bây giờ phải ghi như nào? We have a hôm trước vừa học rồi, tính từ thì đứng trước danh từ đúng không? Đầu tiên là quả bóng này, một đúng không? Nào, a ball. A ball. Một quả bóng. A ball. Yeah. Cô đang nói cái quả to này, quả bóng rổ này. Và nó thế nào? Nó thế nào nhỉ? Nó rất là big. Big, big, very big. Nào, nó phải big ball. A big ball. Một quả bóng lớn. Ok. Và đây là một quả bóng lớn. This is a big ball. Yeah. This is a big ball. Now, come on. Bây giờ đọc lại nha. Read after me. This is a big ball. One more time. This is a big ball. Yeah, look at the picture. It is a big ball. Now, tương tự. Okay. We have the small one here. What can we say? We have the small one here. What can we say? Chúng ta có thể viết như nào nhỉ? Để diễn tả cái quả này nhỉ? Để mình miêu tả nó. Nào, các bạn comment cho cô nào. Cô vừa mở chat nha. Small ball. Small ball. Yeah, exactly. Yeah, small ball. This is what? This is a small ball. Okay. Look at the picture here. This is a big ball. And this is a small ball. Okay. Now, raise your hands. Mm-hmm. Raise all your hands here. Mm-hmm. And I need to call someone. Yeah, hi. Bang. Look at this. I want to see who's will. Okay, who's will? Who can? Trần Khang đâu có xem à? Okay, Khang. Okay, Khang. Con nói đi. Okay, Khang. Can you hear me? Big ball. Full sentence, please. This is a small ball. Okay. Do you see my mouse here? Cô có nhìn được cái chuột của cô không? Big, okay. What is this? What is this? This is a big. Big what? Cái gì to? This is a big ball, very 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 big ball. And next. Okay, then the next to the big ball is the thing is next to the big ball here. What is this? Con nói cho cô biết. Can you show me what is this? This is a small ball. Yes, this is a small ball. Okay. Okay. All the class, come on now. All the class, raise hands. Okay, put up your hands like me.
Okay. It is the big bowl. And it is a small bowl. Okay. Big. Okay, con diễn tả cho cô nào. Big bowl. Big bowl. 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 Big ball, big ball. Okay, and small ball. Ball. Okay, now where's big? Where's big? Small ball. Okay, good boy. Big ball and small ball. Okay, big. Big. Okay. How much you love me? Very, very big. Okay, con yêu cô như nào không? Very, very big. Oh. Okay. I love you so much. Okay, so now so we have a game. Okay, bây giờ cô sẽ có cái game này đúng không? Bây giờ cô sẽ điểm cho Khánh nha. Em có đúng không nhá? Bây giờ con sẽ trả lời true or false, đúng hay sai? Okay. Sẽ dựa vào các bạn nha. Các bạn là nhìn cho cô nào. Sẽ dựa vào, bây cô sẽ mở chat cho các bạn. Ok. Sẽ dựa vào hành động của cô, to hay nhỏ, để xem có đúng hay không nha. Ví dụ hôm nay cô nói là to nhưng mà cô lại để là nhỏ, cô lại diễn tả là nhỏ thì con phải đúng là false, sai đúng không? Ok, nào hiểu luật chơi chưa đã? Cả lớp hiểu luật chơi chưa? Rồi ạ. Ok. Bây giờ nói với cô, chưa ra tiếng còn đâu. This time I, nào với cô mở chat rồi nha. Ok, 1 2 3 nè. 1 2 3 big. Big. Very very big. Is that true or false? Đúng hay sai? True or false? False, exactly, false. Đó, bởi vì sao cô nói là big nhưng mà cô lại để cái tay là small. Ok. Yes. Ok, cả lớp đúng rồi. Tốt lắm. Thank you, thank you, thank you so much. And next, nhớ nha, we have the big, very very big and small, very very small. Okay, this is a big bowl. This is a small bowl. Nhớ nha, khi học thì mình sẽ có body language, mình sẽ miêu tả nó để nhớ nha. One more time, other class, raise hands, put up the hands. Okay, this is a big bowl. This is a small bowl. Okay, good. Thank you. Next. Chúng ta đã học được hai từ liền một lúc rồi đấy. Nhanh chưa? Next. Aha. Look at this. Look at this. Okay. Do you know about the animals here? Do you know about the animals here? Do you know the animals here? What are these? Yes. What is this? No, I don't think that. What is this? Which animals? Animals? No. Con gì? Animals. Which animal? Hiệu cao cổ. Yeah, I know that in Vietnamese we call it hiệu cao cổ, but we have the English class now, so I need you to take the word. Có bạn nào biết cái từ hiệu cao cổ viết như nào không? Comment cho cô nào. Comment cho cô nào. This is hiệu cao cổ. Oh my god. No, you don't know how to write out this. Ok, cô đang chờ xem nào có bạn nào biết viết không? Giờ giáp. Oh, giraffe, okay. Now, yeah, có một bạn comment rất đúng. Bạn Quỳnh Anh đúng không? Giraffe, okay, good. Yeah, giraffe. Giraffe. Okay, giraffe.
Khánh Ninh lớp 1, giraffe. Hu hu. Okay, tốt. Okay. This is a tall giraffe. 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 This is a tall giraffe. Okay. I will tap the chat here. Cô phải tắt cái chat trước để cô gọi một bạn nhá. Okay. Who can? Bạn nào nhờ? Bạn nào? À, cô thấy bạn Thanh Thúy. Bạn Thanh Thúy đâu rồi? Thanh Thúy đây. Okay. Thúy hay Thủy nhờ? Cô đang gọi con á. Ô, bạn ấy không mở mic. Bạn nào nhờ? Bạn nào nữa nhờ? Thúy có mở mic không? Thúy có mở được mic không? Không mở được. Ok, cô thấy bạn Khánh Vân này. Khánh Vân. Astron Miu Phạm Kim Thanh. Yes. Ok, Phạm Kim Thanh, can you? Rồi, mình mở mic rồi. Yes, ok, great. I see you. Cô bảo đọc cái gì? Con, cô đây. Can see you. Yeah, I can. Yeah, cô nhìn thấy rồi. Con có nhìn thấy cô không? Có, mic đâu, học đi. Không có. Ok, great. I see that you are the new student. Con học sinh mới à? Vâng ạ. À, ok. Sao thế? What's wrong with you? Sao thế? Thế hai mẹ con đang ngồi học. Ok, nào cô sẽ hướng dẫn nhá. Đây là bạn giraffe. Ok, bạn giraffe. Bạn hươu cao cổ. So, bây giờ bạn ấy rất là cao. Thì bây giờ con tả bạn ấy như nào? Oh my girl. Thôi nào, bây giờ cứ random xem là lướt qua một cái xem là bạn nào nhỉ? Bạn Hiệp đi. Ok, Hiệp. Ok. Ô, lần nào cô random là cô cũng bấm vào Hiệp ấy. Hiệp ơi, hello. Hello. Yes, ok, my boy here. Do you know the word giraffe? Yes. Yes, can you spell it for me to write down? Yes, okay. G-I-A-F-F-E. G-I. A. A. Yes. A. F-F. Hình như là thiếu thiếu ấy, Hiệp ạ. Thiếu thiếu sao ấy, thiếu thiếu cái gì ấy con ơi. Thiếu chữ gì nhở? Đây con sẽ viết lại cho con nhá. Ok, con viết lại cho con một chí nhá. Ok, we have the word giraffe. Okay. Yes, exactly. Now, how is the giraffe here? How? Up. Tall or short? Tall. Okay, tall. How many giraffe here? How many giraffe here? One. Okay, we have the word and we have the sentence. This is a giraffe. Okay, giraffe. Okay. Can you? Okay. What is this? Giraffe. Yeah, giraffe. Full sentence for me, please.
Cả câu nào? Cả câu nào? Diễn tả nào? What is this? This is a giraffe. Tall. Okay, and we need to call it in one sentence. The only one sentence. Một câu sentence. Đây là một con hươu cao cổ đúng không? Con vừa nói là đây là một con hươu cao cổ và con hươu cao cổ này cao đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gộp hai cái câu ấy vào thành một câu duy nhất. Đó là đây là một chú hươu cao cổ rất là cao đúng không? Rất là cao ấy. Thì bây giờ con sẽ nói là this is a tall giraffe. Có phải là nhanh hơn không? Yes. Yes. Oh, okay. One more time. What is this? This is a tall giraffe. Okay. Okay. One more. What color of this? What color? This giraffe is yellow and brown. Brown, okay. I will write down for you. This is a yellow and brown giraffe, okay. Đây là một bạn hươu cao cổ màu nâu và màu vàng đúng không? Thế có nhìn okay, thế có phải là nhanh hơn đâu, đúng không ạ? Okay, thank you Hiệp. And now one more. Một bạn nữa nào. Hôm trước thì rồi. Không gọi. À, Hoàng Tú Phương có cái raise hand hay quá. Oh my god. Cho xem nào. Oh, hello teacher. Yes, hello Hoàng Tú Phương. How could you have the puppet in the hand like that? Yeah. Yeah, can you show me? Okay, great. So, what animal is this? It's monkey. Monkey, great. So, is this tall or short? Oh, okay, it's short. Because monkey and brown is not. And? More? Okay, great. And when you want to describe a monkey which is short, so how can we say? Khi mà mình muốn diễn tả một cái bạn khỉ mà bạn ấy thấp về thì mình sẽ nói một câu như nào? This is a short monkey. Great job. This is a short monkey. Wow, nice. But I don't like monkey. Yeah, you don't like monkey? Why? Because monkey is very dirty. This is, what did you think that monkey is very dirty? Yes, I don't like monkey. Oh, bây giờ cô sẽ mở chat xem nào. Who don't like monkey? Like Phương, comment for me. Who? Bạn nào không thích khỉ? Who? Yeah, comment for me. Mimi, oh my god, rất nhiều bạn giống Phương. Chà, Phương được ủng hộ quá, có đầy nhất bạn nhá. Nhất bạn luôn đấy. Ok, nha. Yeah. Yêu quá. And now another reason. Có lý do khác ở ngoài dirty, bẩn ra. And ugly. Huh? What? Ugly. Yes, because dirty and ugly. You think that the monkey is dirty and ugly. Oh my god, my girl. Okay, this is I think that is, nhưng mà bất. But this is a beautiful monkey. Do you think that? Bạn no. Monkey ở trong có xinh không? Oh yes. Yeah. Yes, monkey bingo. Because monkey here is play the bingo.
Đó là con từng chơi ở trò chơi bingo không? À yes, of course. Chuẩn. Thế bây giờ là mình sẽ thay vì từ ugly nha cô. Chưa muốn dạy từ này, cái từ ugly nó hơi xấu đúng không? Nên cô sẽ dạy cái từ beautiful, ok? Được không nhỉ? Hôm nay cô sẽ... Hôm nay là bạn... Con biết mà. Ok, the beautiful, ok. This is the beautiful. The beautiful. Beautiful. Phờ nha, chứ không phải là beautiful đâu nha. Rất nhiều bạn đọc là beautiful cho nên là cô lại phải nhấn mạnh cái từ này. No more beautiful here, ok. This is a beautiful no. Monkey. Ok, thank you Hoàng Tú Phương. Thank you Hoàng Tú Phương, con rất là nice. Hôm nay Hiệp với cả Phương rất là nice. Nào, bây giờ cô... I don't like monkey, rất nhiều bạn ủng hộ. Trời ơi. Dạ, yeah, cô tạm tắt chat đi nha, chút nữa lại mở tiếp này. Thank you Phương. À Phương, Phương tắt mic cho cô nha, tại vì cô đang không tiện tay nha. Cảm ơn Phương nha. Ok nào, bây giờ we will đọc lại nha. Ok, read again. This is a tall giraffe. Hôm nay là không phải học mỗi cái từ tall và short đâu, chúng mình sẽ phải học thêm mấy cái từ nữa đúng không nhỉ? Bạn này là bạn yêu cao cổ. Đó. This is a tall giraffe. One more time. This is a tall giraffe. And this is a short monkey. This is a short monkey. Khi mà mình muốn diễn tả một vật, một con vật hay gì đó, một sự việc hay con người gì đó đấy, thì mình sẽ phải sử dụng tính từ, đúng chưa nhỉ, để chỉ đặc điểm. Ví dụ là tall này hay là short này, đúng không? Như cô là cô rất là thấp ấy. Cô thấp lắm, cô chỉ có 1m59 thôi. Thế là cô rất là short luôn. Cô Ngọc này, Ngọc is so short ấy. Ok. Tall, short. Thì mình sẽ diễn tả đặc điểm được không nhỉ? Rồi, và đứng trước là đứng trước một danh từ đó, tính từ đứng trước danh từ. Thấy ơi nha. Tiếp tục. Next. Okay, we have two girls here. We have two girls here. Okay. We have two girls here. Mình có hai bạn gái ở đây nhỉ. Can you comment for me the differences between two girls here? The difference. Okay. Các bạn có thể cho cô biết là sự khác nhau giữa hai bạn này không? Comment. Ái chà trời, thông minh quá trời ơi. Nào, cái gì đây nhờ? Các bạn trên livestream thì sao? Các bạn trên livestream thì sao nhờ? Cô các bạn cho cô biết nào. Can you show me the differences between two girls here? Tóc. Tóc nào? Tóc là gì? Tóc là cái gì đây? Hôm trước dạy, ui, dạy hai bài my body rồi, vẫn bảo tóc. Vẫn, đây, biết rồi. Cái gì ngắn, cái gì dài? Cái gì ngắn, cái gì dài? Tóc hair, ôi. Nhưng, rồi, chính xác. Không phải hair, mà là hair. Hair thôi nha. Tất cả cái đống ở trên đầu cô đây này. Ok, người ta gọi là hair. Đen xì. Ok. Yeah, my hair. Mình không có hairs đâu nha. Bản chất cái từ hair nó đã là số nhiều rồi, chưa, nó đã là một bộ tóc rồi. Thế cô sẽ ghi ở đây. Hair. Good. Hair. Chúng mình có tóc. But now we have a long hair and a short hair. Bây giờ cô sẽ tìm một bạn short hair và long hair nhá. Cô muốn là bạn Ngân à, bạn Hân à? Bạn Hân đâu? West Hân, Ngọc Hân. Yeah, hello. Hello. Yes, okay. Hello Ngọc Hân. This is the first time I see you in the class. Đây là lần đầu tiên cô thấy con đấy, con học bao nhiêu buổi rồi Hân? Hello. Là một tuần rồi ạ. À, một tuần ba buổi. Một tuần, one week, ba buổi. Okay, hun. I want you to show me. Yeah.
Do you have the short hair? Con có tóc ngắn hay tóc dài vậy Hân? Short hair. Okay. What color of your short hair? Bởi vì các bạn nhìn thấy con á, what color of your short hair? What color? Màu gì nhỉ? Black. Black. Okay. Black. And cô sẽ hỏi thêm một bạn nữa là bạn bạn để iPhone này như là bạn Quốc Anh đúng không? Okay, Quốc Anh nào? Okay. Hello Quốc Anh đúng không? Yeah. Are you Quốc Anh? Có phải Quốc Anh không hay là what's your name? What's your name? My name is. Cô sẽ hỏi con tên gì ấy. Còn. My name is Quốc Anh. Sướng sướng. My name is Quốc Anh Quân. Yeah, Quân. Trời, Quân. Okay, my name is Quốc Anh. Quốc Anh is. Yeah. Quốc Anh nha. Okay. How about your mother? Does she have a short hair or long hair? About your mother? Your mother, mẹ con nhỉ? Does she have short hair or long hair? Ngọc Hân có hiểu cô đang nói gì không? Ngọc Hân có hiểu cô đang nói gì cho bạn hay không? Cô hỏi thì con có hiểu cô đang nói gì hay không thì hiểu hay không thì nói cho cô biết. Yeah. Yeah. Không. Không đúng không? Thế bây giờ cô sẽ nhờ bạn dịch cho con nhá. Bạn Ngọc Hân có dịch được không? Yes. No. No. Thế bạn nào dịch được câu cô vừa nói nhở? Thế cô mở chat đi xem nào. Đâu các bạn cứu trợ cho hai bạn nào? Mi Hà An, Ngọc Anh. Noodles. Hoàng Tú Phương, Mi Võ Minh Khang. Ok đấy, thấy chưa các bạn, chỉ cần mở chat lên thôi là các bạn. Nào đây, cô sẽ gọi xem nào, Nguyên Thảo xem là ai đây. Nguyên Thảo là ai ta? Cô không tìm được Nguyên Thảo. Cô biết hình lâu, lời dài, chót. Ok. Hello Nguyên Thảo. Hello. Hello Nguyên Thảo, can you hear me? Ở đâu vậy? Oh, bạn Nguyên Thảo. Bạn Nguyên Thảo. Yeah, Nguyên Thảo ơi. Dạ. Ok. Con có dịch được câu vừa nãy cô hỏi Quốc Anh không? Cô đọc lại câu đấy được không ạ? Does your mother have long hair or short hair? Mẹ tôi có một mái tóc dài ạ. Cô hỏi thôi. Cô ý của cô là hỏi Quốc Anh là mẹ của bạn ý có tóc dài hay tóc ngắn? Ok. Yeah, does she have long hair or short hair? Yes. So, Quốc Anh, your mother has long hair or short hair? Long hair. Long hair. Okay. Thank you. Yes, we have long hair now. So, where's me? Okay. Cô đang pin bạn nào nhờ? Cô đang pin bạn nào đây? Okay, we have she, cô ấy đúng không nhỉ? She, hôm trước vừa học rồi, nếu bạn nào mà học buổi thứ, các bạn có thể tắt mic cho cô nhá. She has long hair. Đúng cấu trúc chưa? She has long hair. And next to her, she has
short hair, right? She has short hair. She has short hair. Nhớ nhá, cái từ hair đã biểu tượng cho việc là cả mái tóc của các con rồi. Cho nên là mình không cần phải ơ hay là thêm số nhiều đâu nha. Ok. One more time. She has long hair. Ok. She has long hair. Cô ấy có một mái tóc dài. And she has short hair. She has short hair. Cô ấy có một mái tóc ngắn. Ok. Dễ thôi mà, đúng không? Ok, Trần Nguyễn Khang. Yeah. Next. Now next. Hôm nay mình đã có, vừa nãy giờ mình học những cái gì rồi nhào? Mình học là big and small, đúng không? Mình học là tall and short, long and short. And now we have. Nào bây giờ mình lại mở chat tiếp nào. Next. Mở chat nào. Bây chuẩn bị comment cho cô nhận điểm khác nhau. The differences between cũ và mới, ok. What is this? Cái gì cũ và cái gì mới đây? What is this? What is this? Cái gì cũ và cái gì mà bạn nào lại spam đây? House, chính xác. House, không spam nha. Yeah, cool new mới. Ok, we have. Bây giờ mình phải biết là cái gì đã. Ok. House. Các bạn biết từ này không? Do you know this word? Yes or no? House. Okay. House. House. One more time. House. House. Okay. Bây giờ lại một bạn nữa. Có xung phong không? Có dám xung phong không nào? Trời ơi, để cô diễn tả nhá. This is nào? Bạn nào nhờ? Bạn nào ta? Bây giờ cô xem một vòng nhá. Cô xem một vòng các con. Bùi Minh Hiếu nào. Ok, Minh Hiếu. Ok, hello Minh Hiếu. Hello teacher. Hello. So, can you see the screen? Oh, how old are you now? How old are you now, Hiếu? I'm 6 years old. You are 6. Just 6? Just 6 years old? Oh my god, you're too young. Ôi, bạn này trẻ quá, bạn này nhỏ quá. Rồi, mà sao lớn quá vậy? Yes, okay. Now, so, look at this house. Which is old and which is new? This is old and this is new. This is the left or the right? The right is new. Yes, the right is new and the left is old. So can you show me the full sentence? What this is a old house. Yes, of course. This is a an. Nào, a an. A hay là an nhỉ? Đoán đấy. An, of course. An old house. Bởi vì đứng trước cái tính từ này là từ chữ o đúng không? Chữ o trong tiếng Việt đấy. O. Đó là một nguyên âm. Vì vậy mình sẽ dùng từ ân nhá. Cái này thì dạy sau nhá. Rồi bạn tốt lắm. This is an old house. And the next.
The next door is new house. Okay. O or an? An. Oh, why? O thôi. This is a new house. Tuyệt vời. Thế bây giờ mình bây giờ lại lần nữa nhỉ? Do you have a new house? No, I have an old house. Yeah, you have an old house. À, cô chỗ này cô thiếu chữ is đúng không? Cô này là cô thiếu chữ is, với cô đánh thiếu này. Đấy, cô đánh thiếu chữ is nha. Cô Ngọc nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ cô xóa bảng đi một tí nha. Con sẽ trả lời luôn cho cô cái này nào. Ok, fat and thin. Nhớ cái bài hôm trước mà Alice ở xứ sở kỳ diệu luôn nhỉ? Alice in Wonderland ấy. Có cái đoạn 15 giây mà bạn Alice xong thì hỏi bạn mèo màu hồng với màu tím á, là đi đâu, đi đường nào để tìm bà hoàng hậu ấy. Đấy, thì là có cái bạn mèo rất là bự. Và có một số bạn biết, một số bạn không biết cái từ này thì hôm nay cô sẽ dạy nhá. Những bạn mà mập, những cái từ mập mạp này, những bạn mập mà mũm mĩm như cô Ngọc ấy. Ok, mà có baby chick à. We call fat. Ok, mập mạp, mũm mĩm. Ok, are you fat? Bạn có mũm mĩm không? Con hơi mím. Hơi mím một tí. Ok, thế bây giờ nha. This is a fat boy. Boy, of course. This is a fat boy. And now thêm một tí nữa, what is what color of his shoes? Kiểm tra một chút. What color of his shoes? Giày. This shoes is yellow. This shoes. Bởi vì có hai chiếc đúng không? Yellow, so thì bây giờ cô sẽ ghi là anh ấy có đúng không? He has yellow shoes. Anh ấy có những chiếc giày màu vàng. Được chưa ông Hiếu? Tiếp tục nào, bên cạnh nào. Dễ chưa? Bài này dễ quá đi. Tiếp nào. This is a teen boy. Thin. Ok, thin, sở. Các bạn nào luyện cho cô nào, sở. Thin. Lưỡi để ở giữa hai răng, sở. Sở. Rồi, thin. Thin. Lại sở thin. Thin. Thank you. Thin. Thin. Nào, con tưởng tượng các bạn nha. Các bạn chuẩn bị nào, luyện âm cho cô. Nha. Mình không phải học nhiều từ, nhiều cấu trúc làm gì cả. Mình luyện âm trước. Ok. Yeah. Lưỡi để ở giữa hai răng. Ok, đạt được chưa nhở? Rồi, lúc mà phát âm, bật hơi ra ngoài và thụt lưỡi vào. Ok. Thin. 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 Oh, khác chưa? Các bạn thấy không? Không phải ai cũng được dạy cách phát âm đâu nhá. Ok, thin. Thin. Đó, bây giờ con nói thank you cho cô nào. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Khác không? Khác từ thank you chưa? Khác quá đi. Tốt lắm con. Nào, thin. Đó là gầy, những bạn mà mảnh khảnh nuột nà đó. Ok, mấy bạn mà mảnh khảnh đó, như các bạn mà phải ăn nhiều hơn ấy. Ok. Nào, ok con, nào cả câu cho cô nào. Full sentence. The thin boy. It is a thin boy. Ok. What does he has? What color of her shirt? What color of his t-shirt? His t-shirt. He
t-shirt is blue. Okay, so we can say he has a blue t-shirt. And nào bây giờ còn cái gì nữa nhỉ? Bây giờ câu hỏi luôn là đôi giày luôn nhá. And what color of his shoes? Green. Green, okay, great. And green shoes. Tại sao ở đây không có chữ ơ? Tại sao cô lại không để chữ ơ ở trước shoes? Tại sao nhỉ? Cô học viết sai. Has two shoes. Wow. Đúng rồi, chính xác, bởi vì nó có two shoes ở đây cho nên là cô không cần phải dùng từ ơ nữa, đúng không? Chuẩn, men, tuyệt vời, học mà phải hiểu, phát âm được, lại còn chốt được cả ngữ pháp với cả cấu trúc như này thì trời, con bố nào, mẹ nào đấy? Bố con tên là Bố Tuấn, mẹ con tên là Mẹ Huê. Nhá, Tuyết Dương nhá. Ok, tuyệt vời, yeah. So we have, this is a fat boy. He has yellow shoes. And this is a thin boy. He has a blue t-shirt and green shoes. Đó, tức là mình có thể diễn tả được. Các bạn ấy đang mặc gì, bạn như nào rồi đúng không? Quá dễ. Rồi, yes, okay. This is the end of the class now. This is the end of the class now. Tại vì là mình học muộn một chút cho nên là mình kết thúc bài hơi bị muộn, đúng không nhỉ? Vì vậy mà hôm nay có nhiều bạn sẽ hơi buồn ngủ một xíu, đúng không? Đó thì các bạn, đó thì bài sắp tới ấy, thì mình chuẩn bị nhá, cuối tuần này cô share lại cho các con này. Là mình sẽ chuẩn bị bài thi Super Kid nha. Nếu mà bạn nào mà cảm thấy khó khăn thì có thể nhắn tin cho cô Ngọc để cô hỗ trợ cho các bạn làm bài nhá. Được không? Nào bây giờ thì cũng buồn ngủ rồi, cũng là rất là muộn rồi. Thì cả lớp chuẩn bị brush the teeth and wash your face and go to sleep. And now cô Ngọc phải chào tạm biệt các bạn ở đây nhé. Chào tạm biệt các bạn trên livestream và các bạn on Zoom nha. Bây giờ cô sẽ mở mic cho các bạn nha. Bye bye. Đâu nhà mở mic ở đâu nhỉ? Ok. Có mic của cô đâu rồi? Participant đâu? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cô tính là cô còn phải xem video. Bye. Bye teacher. Bye.